khăn khăn cho bé để chị lau đầu cho nó khô. Đây đây. Tay nào, tay nào. Xong đầu rồi. Tinh 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 tinh. Hi hi hi. Đấy. Mắt cháu nhìn như là biết ngắm này đấy. Đấy, ấp vào đầu cho phải lạnh đấy. Đỏ đỏ. Sợ nhất là cái cổ với cái nách nó hâm, nó đau lắm em. Ừ. Cổ dễ hâm bởi vì là uống sữa nó cứ trào ra. Ra đến từ hôm đẻ đến hôm nay mới được tắm. Mới được tắm nước này nào đâu? Hôm nay mới tắm như này là sạch lắm đấy. Dưới thì được rồi, nhưng ở trên chưa được tắm, ở trên thì nó lâu. Thích rồi đấy. Thích rồi. Hôm nay tắm đầu tắm cái thơm lạnh nhá. Xem lên nhá. Thế thôi. Đó rồi. Cái này mới đầu là nó này mới đầu nó ướt đi thì lau xong rồi phải đổi thăm xuống dưới luôn, nó ngấm đi thăm này lạnh vào người này. Lau thẳng vào đây nhá. Người chị quay nè, quay em bé thôi nhá, mà đừng quay mẹ. Quay cả bác Phương Anh vào đấy chứ vậy. Đoạn kia là phải quay rồi, đoạn này thì. Chả rét đâu, cái lò sưởi ngay bên cạnh ấy rồi. Tay 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 tay. Nào, từ từ mặc quần áo nào. Lò sưởi. Cái quần đẹp đúng không? Quần mồi đây. Nói chuyện đấy. Sạch sẽ là sướng rồi.
trời, vào tay nè. Từ từ gọi phải lau khô đi không nó ăn. Em có cái kem hâm không? Có. Bôi cho. Bôi tí thật mỏng để nó bờ lên. Hắc hơi. Mẹ có sữa ít sữa ấm ấy cho em nó bú luôn phải sau ấy. Một tí ti thôi. Cho nó bú luôn sau tắm ấy thì nó đỡ lạnh bụng. Lâu này rồi đẹp lắm rồi mà bà mới cứ bảo sợ không dám tắm kiểu này. Đẹp rồi nha. Hai tuần rồi. Ác ơi kia vào cho em rồi ấm này. Ác ơi. Để xa cái ấy. Cái kem khăn này là ấm rồi, cái khăn này ủ lâu nên là lạnh. Cái nước nó lên. Ác ơi. Nào đội mũ nào. Đầu nó đớt. Ác ơi. Nói chuyện đấy. Bây giờ có lúc đòi ăn chép mồm. Chút tè. Mẹ Yến làm gì vậy? Lấy cái kem hâm. Lấy kem hả? Kem hâm bôi sau cũng được mà. Nếu mà cho ấm đã. Nó đang thở mát thì bôi luôn. Để ôm nó luôn. Phải mua cái khăn bông dày để lót bên dưới để ôm. Có nhưng mà nó lại là cất kỹ đâu quá. Đây này, ví dụ như cái chân này này. Và cái này. Ừ. Đấy. Nhiều chứ, nhiều chân lắm. Đây nữa này, chân bông bao nhiêu thứ. Nhiều quá. Cái khăn này. Và viện cho. Trong cái này em mua. Đây tối nay trước khi đi ngủ được quần thế này thì đêm cũng ngủ ngon. Bây giờ nó ăn một tí xong rồi nó ngủ. Mấy xưa trẻ con có phải quấn gì đâu nhỉ? Một tháng xi được chưa Phương Anh? Ôi xi thoải mái cô. Con cháu là nó không bị ra ị ra đùn, nó cứ đến ấy là gác cái chân này nó lên, cứ để nằm này xong gác cái chân nó lên nó tự ị tự tè. Cứ để nằm nó thế này này không này. Chứ không phải bế cầm máy chân đâu hả? Cứ đây nhá, nằm ở xong để bỉ mày xong vết cái chân này nó lên nó tự. Chứ không phải ghe nhoét thì bẩn lắm. Cỡ như 6 tháng này thì bẩn rồi. Bộ này mặc nó dễ mặc này. Còn các bộ kia là nó chật vừa thì mặc nó khó. Chị nhìn cái đầu ấy. Tối nay cậu ngủ ngon phải biết. Để em đi nha.
cảm ơn bác Phương Anh nha.